đạt yêu cầu của khách. Như vấn đề của ông cần phải cải tiến theo cái sự góp ý của khách. Wow. À, Đô Gỗ Tục Tám xin kính chào các bác nhá. Và hiện tại là 8 giờ sáng ngày 26 tháng 10. Và của năm 2021 đây. Và thì em rất hân hạnh được đón chị Thịnh và anh Phúc ở xã Tuy Lộc. Và thì là về để ký duyệt bộ tràng kể chất liệu gỗ hương đá đấy. Và thì giữa là thời điểm đang dịch bệnh rất là căng go đây, nhưng mà anh chị rất nhiệt tình và rồi mưa và đã về tại xưởng để ký duyệt bộ tràng kể gỗ hương đá. Và đây thì anh đồng chí vị đây anh nhìn đây là một tại cơ sở nhé. Chắc là bộ này là bộ thứ ba đây anh Phúc nhỉ. Vâng. Đấy, bộ thứ tư và anh Quý, anh đã về anh đặt cho anh em bạn bè họ hàng nha anh, bộ thứ tư đây. Hôm nay chính thức anh chủ nhật anh đang nghỉ anh về tại cơ sở này, anh ký duyệt cho bà chị dâu anh đây. Và năm bộ. Môi trở nên cỏ. Trở nên cỏ. Qua môi wow. Làm gì phải làm môi giới thì wow. Mất bao nhiêu tiền xăng đi. Đấy thì là môi giới công cho ông này. Thế anh cho xin phát biểu cảm tưởng về chất lượng bộ này như thế nào anh Phúc nhỉ? Đạt yêu cầu của khách. Như vấn đề của ông cần phải cải tiến theo cái sự góp ý của khách. Hồi đấy thì theo sự tin tưởng của anh Phúc, anh đã đứng anh đi làm cho anh em bạn bè rồi, okay. Cũng như là bố đẻ rồi thì chị dâu và còn gỗ hương đá với lại gõ đỏ thôi. Và thì quý vị nào có nhu cầu sở hữu những bộ trường kể nó dày dặn chắc chắn thì chị Thịnh nhỉ, Thịnh ở Tuy Lộc này, thì cứ xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám em nhá. Ông chủ Tùng Tám đấy. Đây là không gian cơ khu sản xuất ở chúng tôi đây các bác nhé. Không gian sản xuất ở cơ sở đồ gỗ Tùng Tám.